Đối với tất cả chúng sanh, hai nghiệp dâm dục và giết hại là căn bản của vòng luân hồi sinh tử. Khó dứt trừ nhất chính là dâm dục, dễ phạm vào nhất chính là giết hại. Trong hai việc ấy, đối với dâm dục thì người có chút trí tuệ đều có thể tự xét mà kiềm chế không phạm vào. Tuy nhiên, muốn cho tâm ý thanh tịnh hoàn toàn dứt sạch đến tận nguồn gốc vi tế của dâm dục thì phải chứng vào A-la-hán. Đã dứt hết lậu hoặc, chứng đắc thể tánh chân thật mới thôi, đó là vô quả vị A-la-hán. Những ai chưa được như thế hẳn đều đeo mang tập khí ái dục, cho dù có phần nặng nhẹ nhiều ít khác nhau. Do đó mà ngày lại ngày qua, tham dục càng kiên cố hơn trong tâm thúc, hơn trong tâm thức, đời này nói sang đời khác không thể đạt đến sự giải thoát. Đối với sự giết hại, người đời đều xem là việc tất nhiên, lấy mạnh hiếp yếu, dùng máu thịt chúng sinh mà làm đẩy bụng mình, chỉ biết được sự ngon miệng nhất thời mà chẳng ai tin chuyện phải đền trả trong muôn kiếp. Kinh Lăng Nghiêm dạy: người ăn thịt dê, dê chết lại sinh làm người, người chết lại sinh làm dê, cho đến hết thảy các loài chúng sanh cũng đều sinh tử xoay vòng như thế, ăn nuốt lẫn nhau, cùng tạo ác nghiệp mãi mãi không thôi. Bậc có đức dạy rằng, muốn cho thiên hạ thái bình phải ngưng ăn thịt chúng sinh các loài. Lại cũng dạy rằng, muốn biết vì sao thế gian triền miên binh lửa ngút ngàn nạn tai, hãy nên nghe vọng đêm dài tiếng kêu thảm thiết vạn loài sinh linh. Kìa trong lò mổ sát sinh, muôn loài bỏ mạng vì mình đó thôi. Nhiều đây hả? Cái lời của Ngài viết sâu sắc, bậc chứng đắc hai cái nghiệp của chúng sanh dễ phạm khó giữ. Khó giữ là tà dâm, dễ phạm là sát sanh. Chúng tôi lấy hai cái câu ở trong phim Du Tình Ý Công Gặp Táo Thần: tàn hại sinh mạng kinh thiên địa. Chúng ta đổi lại thêm tàn hại thai nhi kinh thiên địa. Do dục vọng giữ mình không được, bậc có trí tuệ, bậc thượng căn, họ dè dặt thấy đây là nhân khổ, họ không đụng vô được. Còn bậc trung hạ như bọn chúng ta, thấy dục không làm vui là không phải là bậc trung hạ, không phải là phàm phu. Mà đã cầm lửa mà không cháy tay bỗng tay thì chuyện lạ, đã dính vào mà không khổ thì chuyện lạ. Hỏi đi, hỏi bao nhiêu bà cụ, bao nhiêu con người lập vợ chồng, lập gia đình, có ai không khổ? Chỉ có Bồ Tát Thị Hiện thôi. Bồ Tát Hộ Minh là Đức Phật Thích Ca Thị Hiện, đến xả thân thọ thân và ra đi hành đạo rất tự tại, không dính mắc ở trong bùn mà như hoa sen. Còn mình là gì? Giống đồ lâu lan vô cái là dính, không phải hoa sen. Tàn hại thai nhi kinh thiên địa, báo thù oán hận khóc quỷ thần. Thai nhi kinh hồn khiếp vía, bao nhiêu cuộc rồi ở trên tình thất, đứa nhỏ nhập vô, đứa vừa con trai vừa con gái, đứa nhỏ nó hành hạ, nó làm cho chết lên chết xuống. Nhưng mà giết nó chết một lần, nhưng mà nó làm cho mình chết không được, sống không được. Có ai tránh được chuyện này không? Nếu không hằng ngày đọc lời thánh hiền, nếu không nghe những người đi trước nói cho mình nghe, ai tránh được? Dẫu cho vợ chồng, Ấn Tổ dùng danh từ là chánh dâm, dâm chánh đáng đó, nếu không giữ được thì người này cũng phải tan xương mất mạng, chết vì chuyện này hết. 80%, 40% trực tiếp, 40% sanh ra bệnh mà chết. Còn 2% đó, 20% đó là số mạng. Kinh khủng. Cho nên con người trường thọ, lắng nghe cho kỹ, con người trường thọ là do giữ được giới dâm và không ăn nằm chung đụng, cho nên tinh lực đầy đủ, trí khôn đầy đủ, và con người này có thể gọi là xứng với tam tài trong trời đất.
và người này sẽ trường thọ. Thay vì họ chết yểu, đời trước của họ thọ mạng ngắn 20 tuổi, họ biết bảo hộ tinh lực và biết thương người thương vật, thì họ thành sống trọn đời người là 60 năm. 60 năm cuộc đời. Điều này chúng tôi nói không một chút sai ngoa, không có chút lừa gạt quý vị, đừng nghi ngờ. Làm được hay không thôi chứ đừng nghi ngờ. Và người trường thọ cũng từ cái sự ăn nằm biết tiết giữ. Và người trường thọ sức khỏe đầy đủ, hồng hào hoan hỷ, thì chỉ giữ được cái chuyện này. Còn ăn uống đầy đủ, cao lương mỹ vị, sâm bổ lượng, không giữ được cái này thì bù không đủ, hao tổn. Bù không đủ. Đó, bao nhiêu ông vua chết vì chuyện này. Chút nữa chúng tôi nói đến ông vua Phù Sai ở nước Ngô chết vì đắc kỷ. Câu chuyện này hay, chút nữa cuối hồi sẽ phân giải chuyện này. Tổ hay nói, nắp mất nước nhà tan, thân tàn ma dại, sống làm thay đi thịt dệt chạy, chết một nát cùng cỏ cây là cái thâm. Và phần hồn phải đọa lạc từ cái chuyện này mà ra. Dâm dục với vợ mình được rồi đó, và thấy vợ mình như món dục để thỏa dục, cái món đồ chơi để thỏa dục, thì bắt đầu nó sẽ dắt mình đi làm chuyện khác nữa, và nó sẽ là leo thang tiếp tục nữa. Nếu mà cha mẹ không phải là thánh hiền, giống như là Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự dạy cho Văn Vương làm vua, duy trì và giữ gìn vương nghiệp nhà vua, nhà vương, nhà đời châu 800 năm, ông này ông giữ đúng lễ nghĩa, lễ phép. Một vợ và vợ để sanh con, chứ không có dùng để làm đồ thỏa dục. Ông thành công. Mình làm sai đúng không? Sai hết trơn rồi, cho nên mình trở ngại. Sai nhưng mà mình vẫn chấp mình là đúng. Chúng sanh tạo nghiệp sai trái mà thấy là đúng, thì cái chuyện này mới là nghiệp ngập trời mái. Nghe thấm đúng không? Thấm tới xương can tâm tủy. Quý vị nghe đôi khi chưa thấm bằng chúng tôi tự hiểu trong đó và phát xuất ra, nó thấm gấp 7, gấp 10 lần quý vị, thấm lắm. Nói được lời nói này để cho con người có thể cải ác là vạn ác dâm đứng đầu, để họ có thể sợ, kinh sợ từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, thì phước trạch của mình rất sâu. Bởi vì mình nói cái nhân để họ không đọa lạc, nói cái nhân để họ tránh trước cái quả khổ sẽ đến. Đây là giáo hóa bậc thượng, bậc trung. Còn cho họ tiền để khi họ dâm dục, họ bệnh vô nhà thương nằm rồi để chữa họ hết, chỉ phước báo bậc hạ. Giúp cho họ hết bệnh hoạn là phước báo bậc hạ. Giúp cho họ cái nhân hiểu để tránh đi cái bệnh, phước báo bậc trung. Và giúp cho họ cái nhân địa là quả giác của Phật Di Đà, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên để họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là phước đức của Phật Bồ Tát bậc thượng. Chỗ này chúng tôi nhắc đi nhắc lại. Và giáo hóa cho họ hiểu về lễ pháp là phước đức bậc trung. Giáo hóa cho họ để mà có ngành nghề, cuộc sống, cử nghiệp, để đối phó giữa ăn mặc ở bệnh, cho có giàu có của cải vật chất là bậc hạ thôi. Mà giáo hóa cho họ trở nên con người đó, bỏ ác làm lành, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đó mới là giáo hóa bậc thượng. Mình đơn giản thôi, ngồi trong lớp học này thôi, học lời cổ thánh tiên hiền đơn giản thôi, nung đúc hàm dưỡng lâu ngày chạy tháng 10 năm 20 năm trở thành một con người thầy giáo gương mẫu, bước ra bên ngoài cử thân một cái là trong điều thiện, muốn đến mở lớp học một cái người ta đưa tiền đến cho mình làm liền. Vì tâm mình là tâm thanh tịnh hợp với tâm Phật Bồ Tát gia trì cho mình, quỷ thần là thiện thần, thiện quỷ giúp cho mình không. Còn tâm mình là toàn ác độc ác quỷ không, khởi tâm động niệm toàn là chuyện xấu ác không, rõ ràng coi kỹ lại. Nghe cái này thấy có rùng mình rợn óc, nổi da gà, toát mồ hôi máu không? Nhưng mà nghiệp chướng chúng sanh vẫn đeo mang, vẫn làm là làm, xấu ác là xấu ác. Cho nên những cái việc mà tàn hại chúng sanh kinh thiên địa, thì cái chuyện mà sát hại thai nhi nguồn gốc từ đâu? Giữ thân không được, tu thân không được, sát sanh trộm cắp tà dâm là tu thân không được, rồi gia đình mình cũng không thể nào yên ổn, rồi tề gia cũng không được, rồi làm sao mà trị quốc để bình thiên hạ? Câu này có thánh hiền đó, làm không được. Dẫu cho mình là chánh dâm một vợ một chồng,
mà mình vẫn không có phải là biết tiết giữ thì con cái nó cũng gì, bị cái ảnh hưởng trong cái tư tưởng và cái nghiệp chướng của mình nó ra trở thành một người dâm đảng. Nghe hai câu chuyện chúng tôi cứ nhớ lại là rùng mình rợn óc. Thầy Minh đọc thấy con gái người ta hãm hiếp rồi giết cả gia đình, biến thành con hổ liền. Nghe gõ cửa mở ra là thành con hổ liền, rồi nói tiếng người được. Gặp người bạn lắc đầu, chỉ lắc đầu không nói gì hết. Một chút xíu như vậy thôi mà khổ trăm ngàn ức kiếp. Thấy không? Thấy rõ. Mà ông này ông không có cái cơ hội gặp thánh hiền có thể sửa sai để là con người có thể là chuyển cái hoa báo này được. Không chuyển nổi, thành quả báo tức thì từ mang thông con người luôn. Rồi dụ dỗ vợ người ta cho đến vợ sợ chồng phát hiện giết chồng luôn, và hai người bị xử bắn cùng một ngày. Hai câu chuyện này của thầy Nhật Minh tìm chúng tôi nói, phải nói là gương. Những người xấu ác này là gương để tránh, những người thiện lành là gương để làm, đều là gương hết, không chê người ta được, là biểu pháp. Người có được tiền của giàu sang của cải vật chất, người này tính khéo, tính khôn, phước trạch người ta có cũng từ giữ từ cái giới dâm này. Mà để đoạn tuyệt cái giới dâm này đến tột cùng mà sạch sành sanh luôn, không còn chút nào luôn á, thì phải vô A-la-hán. Từ sơ quả bắt đầu là đã đoạn rồi. Nhưng mà cũng phải gì, cũng phải sanh cõi người thì vẫn còn cái ái, nhưng mà không bị nó cuốn lôi. Bảy lần sanh nhân gian, bảy lần sanh lên trời, nhưng mà cái dòng nghiệp lực còn cái đà như xe xuống dốc. Xe nó chạy tắt máy rồi nó vẫn còn cái đà để nó chạy. Thì bắt đầu vô sơ quả là xe tắt máy rồi, nguội lạnh hết tham sân si mạn nghi ác kiến rồi. Nhưng mà cái đà nó còn để nó phải sanh cõi người năm bảy lần sanh cõi trời bảy lần. Cái đà là cái tập khí nó phải như vậy. Còn mình đây thì lấy đà chạy tới nữa, chứ không phải đà nó hết tắt máy rồi, nổ gà đẩy chạy tới nữa. Là làm sao? Làm cho tham sân si lung lẫy lên. Chết là chỗ này. Không có cái gì kiềm chế, không có cái thắng nào đạp nó được hết trơn. Cha mẹ cũng không răn dạy, không nói nó. Để cho nó bị rồi mang cái bụng trình hình rồi về mới nói. Giờ nói nó cái trời, chuyện chưa tới mà nói hoài chán mệt quá. Nó còn không? Nó còn mà sao không nói? Mình đâu có biết đâu mà nói. Không có cơ hội để nói. Nó có ngồi đó đâu mà nói. Trong buổi cơm nói cũng không được nữa. Các vị yểu thọ, gia đình tiệt diệt, cửa mất nhà tan, nước mất cũng vì cửa ải này mà ra. Cái điều này Tổ Ấn Quang ngài có răn dạy về cái việc này. Giờ lắng nghe thầy Tánh đọc cái điều này. Chúng tôi nói thì nhiều lúc quý vị thấy có cảm xúc mạnh, nhưng mà phải nghe văn sao, phải cảm phúc mạnh như chúng tôi và mạnh hơn thì cái đột phá, cái cửa ải này nó mới được hiệu quả nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong văn sao Bảo Thân Tiết Dục. Tổ Sư Ấn Quang khai thị kết quả của sắc dục. Lời thừa tới bản sắc bức khờ lộ. Cái hòa được sắc cực kỳ khốc liệt, từ xưa đến nay cho hòa này mà nước mất nhà ta, diệt thân từ từ biết là bao nhiêu. Dẫu chưa đến nỗi ấy, nhưng trong số đó những kẻ thân đang khỏe mạnh trở thành suy nhược, chỉ đang sản xuất trở thành hùng ám, biến từ chức đội trời đạp đức mong thần thất tình hiền, biến tận hàng tầm thường, hiện tại không có chí là thân, làm sao tính kể được nổi. Huống chi những kẻ nghịch thiên lý, loạn nhân luân, sống làm loài cầm thú, mặc áo đội mũ, chết đò trong tâm đồ ác đạo, làm sao có thể thấy hết, biết hết cho được. Ôi, cái mò đứa sắc sao mà khốc liệt đến mức cùng cực như vậy. Do đó, chư thánh thiên hiền đặc biệt từ bị thương xót, hoặc dùng lời cứng rắn để răn dạy, hoặc dùng lời nhẹ nhàng để khuyên bảo, ngõ hộ cả cuộc đời đều được lý phước thiện hòa dân.
lại còn nêu ra các sự thật để răn dạy, ngó hồ những ai biết từ gái đọc đến ắt sẽ sợ sệt kinh hoàng, hiểu ra cạn dòng lũ nhân dục khôi phục thiên lương sắp diệt. Từ đấy hết thảy đồng luôn đều hưởng phúc giàu thọ phế mạng bình yên, vĩnh viễn được khỏi họa nghèo bệnh chết điểu. Đây chính là lý do bộ Bất Cư Luật được soạn tập. Cư sĩ Trương Thụy Tâm muốn cất lại để ứng thế, bảo tôi viết lời thừa nhằm phô bày nghĩa trọng yếu của việc bất dục. Phải biết rằng đối chứng sức đẹp dục tâm bừng bừng thì lời lẽ rưng răng, nhưng quả bổ ứng đều có thể đoạn tâm ái. Nếu lúc ấy có thể qua bất tận thì một trận lưỡi dục sẽ băng tiêu ngay lập tức. Còn em rất trường an ở dưới tầng thiểm tay của tôi, phần nhiều thích chơi giới, có ba anh em tuổi đã trôi trôi, điểm trăng đi bất giới nơi Gò Mã, chợt thấy một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời, bèn cùng đuổi theo. Người thiếu phụ ấy khuôn mặt biến đổi, thân khiếu ưa máu, lưỡi thề ra hơn cả thước, ba đứa nó sợ chết cứt. Ngày hôm sau người nhà đi tìm cứu sống được một đứa, mới biết chuyện ấy. Đứa còn sống bệnh nặng mấy tháng mới khỏi, còn cháu nhỏ ấy chẳng dám đi bất giới vào bán đến nữa. Khi thiếu phụ đó chưa biến đổi khuôn mặt thì lòng yêu nhập vào xương tủy, không tỏ lòng dục không xong. Đến khi mặt đã biến đổi thì kinh hại đến chết, tâm ấy chẳng hề còn nữa. Nhưng trong lúc chúng cùng nhau đuổi theo cô ta ấy, sanh tâm ấy, lúc máu chảy đứa thề ra, sau lại sanh tâm sợ. Hiểu rõ điều này, hệ thấy trăng sắc nước hướng trời, đều tự như con quỷ treo cổ thất hiếu tu máu, lưỡi thề ra hơn thước, sao đến nỗi bị sắc làm mê, sống chẳng hưởng hết tươi trời, chết đi bị đọa vĩnh viễn trong ba đường ác ư. Do vậy Như Lai dạy kẻ ác dục nặng nề, quán bất tình, quán lâu ngày còn có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh, chứ phải đâu chỉ không phạm tài dâm tiết dục giữ gìn sắc mạng mà thôi ư. Nữ nhân nhan sắc xinh đẹp yêu kiều khiến người ta sẵn tâm ái hành dục sự, chẳng qua chỉ là một tâm gia mộng bên ngoài rực rỡ diễm lệ gây mê hoặc đó thôi. Nếu bóc lớp da mỏng ấy đi thì những thứ các vật được bọc trong lớp da ấy chẳng thể yêu mến được, mà ngay cả lớp da mỏng ấy cũng tuyệt đối không thể yêu đến nổi. Lại còn bố xẻ thân ra thì chỉ thấy máu mũ dầm dề, xương thịt chằng chịt, tạng phủ phân tiểu bầy hầy khắp đất, hồi dơ tâm tưởi chẳng đỡ thấy nghe. So với hình dáng biến đổi của thiếu phụ trên đây còn đáng sợ hãi chẳng ghét hơn trăm ngàn lần. Dẫu cho gia nhân tuyệt thế nghiêng nước đô thành thì những vật được chứa trong đất chứa mộng có ai là không như vậy đâu. Sao có người chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài chẳng xét kỹ nội dung, yêu chút phần sắc đẹp chẳng tính đến nhiều phần sâu ác. Tôi mong sao thế nhưng bỏ vẻ bên ngoài hãy xem xét nội dung, chẳng cái nhiều sâu ác để bỏ chút vẻ đẹp, hồng cùng thoát uy dục cùng lên bờ giác, lại trong lúc dâm dục thường thật không thể chiến ngự, chỉ nên nghĩ nữ âm như miền nước độc, như đêm năm căng bỏ vào miệng rắn, tâm thần kinh hoàng xương tóc run rẩy, vô biến nhiệt não sẽ ngủ lành ngay lập tức. Đây chính là phương pháp diệt dục giản dị như vậy. Lời thừa khuyên giữ vẻ luân lý cho sách Bất Cư Luật. Trời là đại phụ, đất là đại mẫu, hết thảy nam nữ đều là con cái của trời đất, đều là ruột thịt của ta. Đã là ruột thịt thì phải tận hết lòng hòa thuận, yêu thương, che chở, nâng đỡ,
mong cho anh ấy được yên ổn. Như thế chính là đứa con xứng đáng của trời đất, chẳng khiến người sinh ra mình hổ thẹn, đã có thể che chở nâng đỡ con cái của trời đất, ắt trời đất sẽ che chở nâng đỡ kẻ đó, khiến cho phước sâu thọ dài, mọi chuyện như ý. Nếu như mặc tình hoành hành khinh hiếp con cái của trời đất thì tổn phước giảm thọ diệt môn từ từ, khi một hơi thở ra không hít lại được, vĩnh viễn đọa ác đạo chạy trăm ngàn kiếp, không lại được mang thân người nữa. Ấy chính là tự mình chuốc lấy họa, nào phải trời đất không nhân từ đâu. Còn nói đến những chuyện khác kìa, như vợ con, chị em, ai nấy đều có. Nếu khi nào dòm ngó vợ con, chị em mình, ta liền nổi nóng, bực tức, muốn đánh nhau. Sau lại thấy vợ con, chị em người ta có chút nhan sắc, tâm bèn khởi sằng nhân niệm, ý muốn ôn nhục họ. Cùng là con cái của trời đất, là ruột thịt của ta. Nếu với người ruột thịt khởi ý niệm bất chánh thì là ôn nhục con cái của trời đất, khinh khi người ruột thịt. Kẻ ấy còn có thể đứng trong trời đất, còn đến gọi là người nữa ư? Huống chi đạo vợ chồng thuộc trong tam cương ngũ thường, nam nữ lập gia đình là diện mỗi nữ lao của con người. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có nhân luân. Nếu làm chuyện khinh biệt lý loạn luân thì chính là đem thứ người làm chuyện cầm thú. Thân tuy là người nhưng thực ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao vậy? Vì cầm thú không biết luân lý, con người biết luân lý. Biết luân lý mà vẫn khinh miệt luân lý thì phải ở dưới loài cầm thú. Nhưng hết thảy chúng sanh do dâm dục sanh, cho nên tập khí rất nặng, phải ngăn ngừa sâu xa. Tưởng như người thân, tưởng như kẻ oán, tưởng bất tình, ngõ hầu nhất bậc tà niệm, thuận toàn chính niệm. Oán và bất tình thì trong lời tựa trước đã nói, ở đây chỉ riêng phát huy về ý tưởng như người thân, ngõ hầu người đọc cùng giữ trọn vẹn thiên luân, chẳng ôm giữ ác niệm. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy con người nên xem các người nữ như sau: tưởng người già như mẹ, tưởng người lớn hơn như chị, tưởng người nhỏ hơn như em. Coi đứa bé bọn như con gái, sẵn tốc độ thoát dứt bậc ác niệm. Kinh Phạm Vốn dạy: hết thảy người nam đều là cha ta, hết thảy người nữ đều là mẹ ta, đời đời không khi nào ta chẳng từ họ sinh ra, phải sinh tâm hiếu thuận, tâm từ bi. Như vậy che chở nâng đỡ họ còn chưa xuể, lẽ đâu khởi tâm xấu hèn muốn làm ô nhục họ. Đời mình có một người học trò mắc thói dâm, chẳng thể tự chế, bèn hỏi Vương Long Khê. Long Khê nói: ví như có người bỏ ông, ở đây có cô gái làng chơi nổi tiếng, ông có thể đến chơi bời. Theo lời đó, ông đến gặp, hóa ra là mẹ hoặc chị em ông. Ngay khi ấy, lòng dâm của ông có vui lạnh hay chăng? Đáp: ngồi chứ. Long Khê nói: thế nhưng dâm vốn là không, ông hãy hiểu cho đúng vậy. Nếu có người chịu coi hết thảy nữ nhân là mẹ, là con gái, là chị em, thì không những ác niệm dâm dục không do đâu sinh khởi, mà sinh tử luân hồi còn do đó mau chóng thoát khỏi. Trong bộ sách Bất Khả Lục, những lời gương mẫu, những câu nói khuyên nó nhẹ nhàng, những câu chuyện phước thiện hòa dân và những ngày tháng nơi chốn nên kiên ngự ăn nằm đều nhất nhất nêu rõ. Tâm giác thế tịnh mê ấy có thể nói thật là tha thiết. Cư sĩ Trương Thụy Tâm ở Du Dương, tâm lấy người tha thiết, liền cho khắc ấn lưu hành, xem quan phát huy những điều trọng yếu để chấm áp lòng dục. Do đấy bèn từng thuộc ý chỉ đại khái về
tưởng như kẻ oán, tưởng là bất tịnh. Tiếp đó, vì anh họ ông ta là chánh hung quá đời, muốn đem công đức này truy tiến linh thức để tội chướng tiêu diệt, phước trí cao ràng, thoát khỏi dục giới ngũ trược, sinh vào chính phẩm liên bang. Do tình hiếu hữu của cư sĩ nên tôi lại soạn lời tựa bằng về chuyện dưới vẻ ngôn thường, mong sao những ai thấy nghe đều xếp sót từng tầng thì may mắn lắm thay. Dạ, thì đến đây là kết thúc rồi. Ai gì đâu, mình có nghe trong cuộc đời người ta hay nói cậu trai tài gái sắc. Vì sao người ta đã có được một cái tài trí hơn người? Đời trước họ đã gieo một cái nhân tài trí. Cái trí của họ rất sáng suốt, học một hiểu trăm ngàn. Rồi từ đó cái tài của họ là làm cái gì cũng được hết. Gái sắc là người đó họ có vẻ đẹp. Điều từ hai người này, hai cái việc trai tài gái sắc này cũng từ nơi giữ được giới dâm mà ra. Chỗ này là cái chỗ thâm sâu. Con người đó nhìn thấy đen đúa xấu xí, không ngờ họ sám hối, họ cật lực tu hành, họ chuyển được cái tâm dâm loạn, dâm dục của họ. Một thời gian gương mặt họ hồng hào, đầy là khí lực liền, tinh lực bảo tồn cho khí lực và sức khỏe họ có. Bắt đầu tài trí họ bắt đầu xuất hiện từ nơi cái việc này. Người phụ nữ đang là gia nhân tuyệt mỹ, nhưng mà bị chết chìm dưới sông, cột viên đá đè xuống đó cho chết, cũng vì sắc đẹp mà kiêu hãnh, và vì cái sắc đẹp này mà làm cho người ta nghiêng thành đổ nước. Ai? Tây Thi. Gia nhân tuyệt mỹ nhất Trung Quốc đó là Tây Thi. Mà khi nói đến Tây Thi là phải nói đến Phạm Lãi. Mà khi nhắc đến Phạm Lãi thì Hòa Thượng Tịnh Không nói ông này là ông thần tài. Nếu thờ ông thần tài bằng cái cục đất nắng thành ông thần tài thì ông thần tài không biết nguồn gốc xuất xứ đâu. Mà ông thần tài Phạm Lãi là ông thần tài đáng thờ. Vì sao thờ ổng? Bởi vì ổng là một con người về thương trường, về kinh doanh buôn bán làm ăn rất thành công. Về chiến trường binh lược, ổng cũng tuyệt luôn. Còn về nói về thiên văn địa lý, ổng cũng tuyệt luôn. Cha mẹ ổng quá giỏi và thuê thầy dạy ổng. Và nói về tình trường là cuộc tình trong cái thư cuộc sống này, ổng cũng là đệ nhất tuyệt. Dạy con cũng là tuyệt luôn. Coi như ông này là từ cổ chí kim, là ông một con người coi như là tuyệt, được xem như là trọn vẹn. Bởi vì ổng làm thành công về thương trường, có tiền của, ổng đem đi cho sạch. Rồi ông dời đi một cái nước khác, đến nước Sở làm thành công, dời đi nước Ngô, đi quanh những nước khác, ông bỏ lại hết cho nước đó. Và đến đâu là ông thành công đó. Ba lần tụ tài, ba lần tán tài là ông Phạm Lãi. Và ông Phạm Lãi này, chiến lược của ông rất giỏi. Khi ông ở bên nước Ngô thì cha của Phù Sai mất đó, thì trước khi mất bị cha của Việt Vương Cổ Tiễn, hai bên giao chiến nhau đánh ông trúng tên độc. Mà trước khi ông chết thì ông nói Ngũ Tử Tư là một người tướng giỏi. Ông nói tôi sở dĩ nước dựng đến ngày hôm nay là thành công được là do ông là người quân thần tướng giỏi, trung thần người tốt. Và ông kêu ông Ngũ Tử Tư lên ngồi trên cái tòa vua. Ông kia sợ nem nép giật mình muốn chết trong cái sử liệu đó. Ông nói ta không thể sống được, ta giao nước lại cho Phù Sai là con ta, nhưng mà ta vẫn không tin tưởng con ta bằng ngươi, vì nó không thể có chiến lược giống như ngươi được, và ta cũng phải nhờ ngươi, cho nên ta giao lệnh bài giữ nước là ngươi và con ta phải theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu không thì ngươi phải tập trung quân lại để giữ nước, chứ đôi khi trẻ còn tham sắc dục, còn sa ham nhiều chuyện vui chơi, mất nước như chơi. Thì ông này phải nhận thôi. Lúc rút lời lại kêu vua rút lời lại, kêu không được, rút lệnh bài ra phải nhận. Ông vua cha của Phù Sai mất. Sau đó rồi cái rồi giao lại ngôi vua cho Phù Sai, xong rồi bắt đầu ông này ông hỗ trợ. Thì bước đầu là cha nói như vậy thì vẫn nghe Ngũ Tử Tư là người tướng giỏi, người binh lược, chiến lược giỏi, dựng lên một cái đất nước và tồn tại một đất nước bên Trung Quốc cái thời Ngô đó. Theo như là sử liệu của Xuân Thu Chiến Quốc.
Vì chúng ta muốn nói đến ngay chỗ này là ông Phù Sai bị đắm chìm vì cái sắc dục của thay thi mà mất nước cửa, mất nhà tan. Sau đó rồi cái rồi ông Phạm Lãi này từ bên nước Ngô đó thấy một nước mà hai vua, hai tướng giỏi thì ông cũng sẽ không tồn tại, và ông còn trẻ hơn Ngũ Tử Tư. Ông mới trốn và ông đi qua bên nước Việt gặp Câu Tiễn. Thì khi qua gặp Câu Tiễn rồi thì Câu Tiễn biết là tướng tài rồi, và ngồi nói chuyện với nhau, biết ông này là binh lược, chiến lược quá giỏi. Thì ông Phạm Lãi ông nói mình tôi cũng không thể giúp cho Câu Tiễn được, muốn cho nước Việt hưng thịnh phải còn một người bạn tôi nữa, đó là Văn Chủng. Ông này là lập mưu kế đệ nhất, và tôi là người tính thiên văn địa lý để xuất quân, để quánh. Thì hai người này có thể lại mới có thể giúp ông được. Ông vua Việt lúc đó là cần tướng giỏi, cho nên thành ra Phạm Lãi về quê kéo Văn Chủng hai bạn bè lên. Khi mà lên đó thì ông Câu Tiễn, Việt Vương Câu Tiễn, vua của nước Việt, quyết định qua đánh nước Ngô. Phạm Lãi can, Phạm Lãi nói không được. Trong lúc này chưa phải là lúc mình xuất binh ra mình quánh, bởi vì nước Ngô họ quá mạnh và binh lính của mình quá yếu kém, làm sao mình quánh được. Ông vẫn không nghe lời, và ông Câu Tiễn này xuất binh của nước Việt ra quánh nước Ngô thì ra quánh bị bắt. Bởi vì ông Phạm Lãi là ông ở tại trong nước Ngô, ông biết cái binh lực nước Ngô mạnh cỡ nào, nhưng mà ông phải ra đi, bởi vì không thể nào ở chung với Tử Tư được. Mà Tử Tư là tướng giỏi, nhưng mà ông không có ác, nhưng mà ông lại ra đi, ông muốn phò một vị vua khác. Mà cuối cùng là vị vương Câu Tiễn khi bị bắt thì Ngô Phù Sai đang lưỡng lự, thì Ngũ Tử Tư mới nói giết ông này. Ông này nếu không giết về sau là vua sẽ mất ngôi. Thì ông Việt Vương Câu Tiễn là người khôn khéo, cổ dài như cò, miệng nhọn như là két, mà mắt lộ như là cú. Thì con người này gian ác và khôn xảo. Thì Phạm Lãi biết ổng là như vậy, giúp thôi, không thể ở được với cái thời bình, ở với ông này thời chiến. Thì lúc đó cái bắt đầu Ngô Phù Sai thấy ổng nói ngon ngọt quá, thôi tôi làm phụng hành bao nhiêu nước tôi giao hết cho ông, tài sản tôi giao hết cho ông, thôi giờ ông tha tôi, ông đừng giết tôi. Ngũ Tử Tư nói phải giết ông này. Ông Phù Sai không giết, để đó. Để đó xong rồi thời gian cái bắt đầu ông lấy lọc, ông mang của cải vật chất đồ gì ông cũng đem đúng với lời ông mang qua. Thì ông Văn Chủng ông kêu bây giờ muốn đánh ông Ngô Phù Sai này phải lập ra mỹ nhân kế, tìm cô gái tuyệt đẹp giai nhân trong nước Việt hiến dâng cho Ngô Phù Sai, để suốt ngày chỉ hưởng dục trong đó, không còn đầu óc đâu để tính binh lược nữa, thì mình sẽ đánh ông gục. Ghê không? Hồi xưa nó tính toán ghê thiệt. Nếu mà đem cái này mà tính toán niệm Phật giảng sanh thì sướng biết mấy đâu có rắc rối đúng không? Thì cuối cùng cái là ông vua Việt cũng kêu bây giờ sao kiếm đây? Nước này quá trời đông phụ nữ, kêu bây giờ cho thầy tướng đi và cho quần thần đi theo thầy tướng đi lựa hết bao nhiêu cô đó, ghi danh sách, ghi địa chỉ rồi xong xuôi hết rồi mình về lại, mình thấy người nào được chụp hình đồ, ghi vẽ hình rồi lại về, người nào được thì mình tới địa chỉ đó mình bốc đi thôi. Thì đi lựa được 100 người, mà cuối cùng lựa lại được có hai người, đó là Trịnh Đáng, là cô đẹp gia nhân tuyệt mỹ nhưng không bằng Tây Thi. Thì hai người ở trong một cái làng quê đó, cuối cùng bắt đem về. Khi Văn Chủng ra cái quyết định như vậy thì bắt đem về rồi giao cho Phạm Lãi để mà tập múa hát rồi đờn ca rồi làm rồi quần áo lậu là rồi vô cho thiệt đẹp đầy đủ giỏi rồi mới mang qua bên đó. Khi trong cái lúc mà Phạm Lãi giữ hai người này thì Tây Thi đem ra ngỏ ý tình thương Phạm Lãi, và hai người hứa hẹn là khi mà đất nước được thanh bình thì hai người sẽ đi một nơi bình yên để sống. Thì lúc đó là Phạm Lãi muốn đưa Trịnh Đáng đi, nhưng mà Văn Chủng nó không được. Tây Thi mới là giết được Ngô Phù Sai, Trịnh Đáng chưa phải là người giết. Thì cuối cùng đưa hai người đi thì Phạm Lãi bằng lòng thôi, nhưng mà đau lòng vô cùng. Người yêu mình coi như là mới khởi niệm mà đã đi giao cho người khác rồi, nhưng mà vì đất nước phải chịu, ông này cũng khốn. Đó, đây là nói về cái tương trường và tình trường mà ông, và chiến trường ông lập ra, và hai người đó bắt đầu đưa qua. Thì khi qua rồi múa hát thì Ngô Phù Sai nhìn một cái là thôi mê ly và chịu không nổi nữa, và lúc đó lập ra một cái chỗ cái đài Cô Tô để mà cho cô Tây Thi ở trong đó, và hai người chỉ có biết ở trong đó, và Trịnh Đáng thì cho ở một nơi khác. Cô buồn quá, cuối cùng cô hận, cô qua tới nơi mà không được vua giờ là chiếu cố, nhưng mà không cho ở chung cho nên tự bệnh đau rồi chết luôn, Trịnh Đáng chết.
Thì cô Tây Thi này cô đẹp đến nỗi mà khi ông vua Ngô Phù Sai ông nhìn một cái là ông tóc mồ hôi, ông coi như ông rụng rời đứng không nổi nữa. Đẹp đến nỗi mà chim sa mà chim bay trên trời nó thấy nó đơ nó cánh nó rớt xuống luôn, là chim sa cá mà nó thấy cô giặt đồ vậy nó lặn nó chìm nó chịu không nổi rồi, chim sa cá lặn. Tây Thi là gia nhân tiệc Mỹ. Và lúc đó khi qua bên đó thì Phạm Lãi nói bằng mọi cách là phải tìm cách để một là làm cho ông mê muội, hai là phải giết ổng thì mới trở về lại với cái tình ban đầu được, cái tình yêu ban đầu được. Thì cô này có nghe có qua có tìm mọi cách và có lúc có muốn giết ông này, mà ông Ngô Phù Sai này, ông vua Ngô Phù Sai ổng biết là cô này là có thể giết ổng và lập kế giết, mà ổng vẫn thương. Ổng kêu giết ổng vẫn thương. Ông thương cái bà này đến mức độ như vậy. Và cuối cùng cô Tây Thi thấy cái tấm lòng quá là yêu cổ, cổ mới đem tỏ tình bỏ Phạm Lãi, không nghĩ đến Phạm Lãi, và thương lại Ngô Phù Sai. Hai người thành vợ thành chồng ở chung với nhau. Thì lúc đó binh lực bắt đầu yếu rồi, và ông thấy nước Việt và nước Sở đó ông muốn qua, ông chiến thắng ông lánh ông lấy nữa. Thì cuối cùng đem quân qua đó. Thì trong thời gian ông hưởng như vậy là 10 năm. Bây giờ Vượt Vương Câu Tiễn với Văn Chủng với lại Phạm Lãi là tập trung binh lính lại và mua chuộc một số buôn lính các nơi dưỡng đó để đó. Và lúc này Câu Tiễn là phải theo mệnh lệnh của Phạm Lãi, lúc nào xuất chiêu là phải mới xuất được. Bây giờ xuất chiêu lần đầu bị thất bại rồi, ra quân lần đầu thất bại rồi. Cuối cùng đợi cho ổng coi như là ở trong cái thành đó, phải nói là nó diễn tả là coi như là sung sướng tuyệt đỉnh luôn, và không có còn mơ mộng gì cái chuyện binh lính hết, nước mình quá mạnh rồi. Thì Ngũ Tử Tư mới nói: nè, cha của Phù Sai giao cho ta lệnh bài, bây giờ đang vì người nữ này, ngươi sẽ mất nước vì người nữ này. Một lần ta khuyên ngươi giết Câu Tiễn, ngươi không giết. Lần thứ hai ta khuyên ngươi đừng có dính vô, và một là giết, còn hai đưa cô Tây Thi này đi ra ngoài khỏi nước ta ngay tức khắc. Nếu ngươi không đưa ta phải đi, ta không có thể ở chung được với những người như vậy. Việt Vương Câu Tiễn khi mà đã đưa cái kế ra như vậy là ông Ngũ Tử Tư không biết chắc là mất nước rồi. Một phần là để cho quân giặc là một người đang rình rập mình là Việt Vương Câu Tiễn, một phần là đem hưởng vào ngũ dục đó thì hỏi làm sao mà thoát khỏi. Thì lúc đó xong cái là ông Ngũ Tử Tư ông giao hết mũ nón, ông đi một nước khác, ông về kiểu làng quê để mà ông sinh sống, mua dịch đồ chăn đồ làm cái chuyện ruộng vườn không ai biết đến. Thì ông nói là chắc chắn là phải mất nước. Thì đúng quả thiệt, quân lính đang đi sang những nước Việt, nước Sở đánh thì nước ở nhà trống rồi. Trời ơi, Tây Thi cũng như là đang ở chung với vua đâu biết gì bên ngoài. Rồi bắt đầu Phạm Lãi, Văn Chủng xuất binh ra quấn thắng liền. Ghê không? Và thắng xong rồi bắt đầu là bắt luôn và giết luôn. Lúc đó là Việt Vương Cổ Tiễn mới hỏi là lúc trước Phù Ngô Phù Sai tha ta, không giết ta, thì bây giờ ta có nên giết không? Phạm Lãi nói: chẳng lẽ bệ hạ muốn để cho Việt Vương Câu Tiễn thứ hai xuất hiện? Muốn không giết thì ổng là Việt Vương Câu Tiễn thứ hai sẽ giết Việt Vương Câu Tiễn thứ nhất. Phạm Lãi nói vậy xong là phải giết ông Phù Sai liền. Và bắt Tây Thi về. Mà trên đường Tây Thi về thì có hai truyền thuyết. Một truyền thuyết thứ nhất đó là vợ của Việt Vương Câu Tiễn thấy cô này về cũng sẽ làm cho đất nước nhà rung rinh như nước Ngô, và Việt Vương Câu Tiễn sẽ là người đóng sắt vô mất nước tiếp, cho nên bà mới cột đá vô trong cổ Tây Thi và giết quăng xuống dưới cái hồ cho chìm xuống đó, không tìm ra tung tích luôn. Sử liệu này tương đối là chính xác. Và sử liệu thứ hai, khi về lại nước và nước Việt thành tựu rồi đang hùng mạnh đó, thì bắt đầu ông Phạm Lãi ổng mới ra đi, ông viết lại lá thư, ông nói: Văn Chủng à, cái tướng của ông Việt Vương Câu Tiễn là cái tướng ông này là chỉ sống trong thời chiến, ông cần tướng giỏi. Nhưng mà nếu mà thời bình ông thấy tướng giỏi ông diệt sạch. Cho nên thành ra bạn không nhanh mà đi thì bạn ân hận, tôi ra đi trước. Ông ra đi liền. Thì cũng có một truyền thuyết là ông ra đi, ông dắt Tây Thi đi. Nhưng mà cái Tây Thi mà chết vì vợ Việt Vương Câu Tiễn là chính xác hơn. Thì cuối cùng là ông ra đi. Thì Văn Chủng đang ngồi suy nghĩ, mình khổ cực 10 năm trời binh lược với lại Việt Vương Câu Tiễn, bây giờ đến lúc hưởng mà ra đi, không biết bạn mình nói đúng không? Ây da, cuối cùng ông vua Việt Vương Câu Tiễn, ông thấy Phạm Lãi ra đi, ông nói trước sau thằng này cũng phải đi. Mà nó không đi, nó cũng giành nước mình, nó lập ra mưu kế để giành được nước Sở.
phù sai dưới tay của hai đứa quân tướng giỏi này, còn mình đây dưới tay nó cũng sẽ lập kế nó giết mình thôi, giết trước. Ổng sai ra ép buộc uống thuốc độc chết. Rồi ông Phạm Lãi ổng đi những cái nước, ví dụ nhất Sở, ông đi những cái nước khác. Thì khi đi đến đâu một cái là cái tài của ổng về thương trường làm ăn là nổi bật hơn. Rồi vua nước Sở đi xuống để thỉnh, để mời ổng về để làm tướng, ổng không chịu. Và ông suy nghĩ nếu mà nước Sở mời ổng đến làm tướng mà ổng không làm thì coi chừng ổng bắt đầu bỏ nước đi tiếp. Khổ, tài khổ vậy. Có tài mà khổ gì tài. Rồi ông qua một đất nước. Đầu tiên ông đến nước Việt, xong ông qua nước Sở. Thì ông thành công, ông đẻ được ba đứa con. Trong đó có một đứa con chính giữa đó, nó phạm tội giết người. Khi nó phạm tội giết người đó thì ông ngồi ông suy nghĩ, ông nói lại với vợ. Cái chỗ tình tiết này cũng hay. Bà nên đưa cho thằng Út. Nó cầm 100 lượng bạc, 100 lượng vàng, đến gặp một cái ông quan đó. Quan đó là quan giỏi liêm khiết. Nhờ ổng cứu được con mình, chứ con mình bây giờ đang bị nhốt chung với những người phạm tội giết người thì con mình phải bị rơi đầu thôi. Thì bà vợ nói làm sao? Không được, cái thằng con lớn nó mới là con người đứng đắn đàng hoàng, lớn đó nó mới tới được. Kêu bà đừng cãi tôi, con lớn tới là mang đầu thằng con thứ nhì về. Thì cuối cùng cái bà cằn nhằn là phải là thằng con lớn. Đó, cái chỗ này là không có theo chồng. Xuất giá tòng phu mà không theo chồng, không theo ý kiến của chồng. Mà ông này là ông ra chiến lược gì cũng thành công. Rồi cuối cùng cái rồi thằng con lớn nó cũng đòi nó đi. Nó kêu con anh cả mà không có đi, để cho thằng em Út đi rồi sao. Con cũng đòi đi, cứu anh, cứu em con. Ra thôi. Anh kêu, ồ vậy con đi, bà cũng muốn như vậy. Thì tôi phải lập ra kế là đem cái thư của tôi tới đưa cho ổng và đưa 100 lượng vàng, đi về liền, đừng có ở ngay đó nha. Thì cuối cùng thằng này nó không làm theo. Con cả nó tới nó đưa 100 lượng vàng xong rồi bắt đầu là nó còn ít tiền, nó đi vòng vòng nó coi thử ông này cứu làm sao. Mà ông này nhà rất đơn sơ, nhà rất là bình thường, quan liêm khiết cho nên không có nhà giàu có gì hết. Thì khi đến kêu ba con gửi cái lá thư cho ông, nhờ ông cứu em con. Thì hỏi cái gì đây, 100 lượng vàng để gửi cho ông. Ông kêu để đó, thôi đi về đi. Ông nói đi về đi, thằng này thì đi vòng vòng ở gần nhà ổng với coi thử thông tin ông này cứu làm sao. Thì cũng lăn la với mấy ông quan đó. Thì mấy ông quan ổng cũng biết được cái tin tức là như vậy. Thì ông này ổng nghe như vậy, ông kêu Phạm Lãi, con người là chiến lược giỏi, biết tôn trọng người, có hiền đức, bà giữ 100 lượng vàng này giữ kỹ, khi nào mà ta cứu được còn Phạm Lãi là mang 100 lượng vàng trả cho họ, không nên lấy. Mình bây giờ là trúng bánh 100 lượng vàng. Thì cuối cùng cái vô nói với vua, ông này ổng giỏi lắm, thông minh lắm, mà vua nghe lời ổng. Kêu thưa vô, đất nước mình mùa màng bị thất thoát, trong họ đang khổ vì những người tù nhân này, mà cho nên trời ổng nghĩ mình không có ân xá cho tội nhân, cho nên nước mình đang bị trở ngại khô hạn hán, cho nên thành ra vua thả hết toàn bộ mấy người tù nhân đi. Thì thả hết các vị tù nhân có con Phạm Lãi trong đó, chứ thả con mình con Phạm Lãi biết ăn hổ lộn chém đầu này sao. Ông này cũng khôn lắm, kêu thả hết đi. Ông vua kêu ồ đúng rồi, thôi thả. Thì trong cái lúc đang chuẩn bị để mà ra lệnh để thả, trong quan triều biết hết rồi, thì thằng nhỏ nó hỏi với mấy người quan lân cận lên là bây giờ em tôi được cứu chứ? Kêu được cứu là cứu chung luôn chứ không phải riêng mình em mày. Thằng này nó tới nó kêu ông con định về rồi mà con nghe quan thần nói là em con cùng mọi người là được cứu chung hết chứ không phải riêng em con. Nó kêu ồ vậy mày muốn lấy lại 100 lượng vàng không? Kêu dạ. Mày lấy 100 lượng vàng mày mang về đưa cho cha mày đi, đưa cho mẹ mày đi. Ông vừa đưa cho nó xong túc tắc ông vô trong triều liền. Ông nói thưa bẩm bệ hạ, thả mọi người nhưng giết con Phạm Lãi. Hỏi vì sao? Kêu người nếu mà thả con Phạm Lãi ra là Phạm Lãi ở đây quá giàu có, người ta nói bệ hạ là ăn hối lộ, cho nên thành ra là mọi người đều thả mà con Phạm Lãi phải giết. Bệ hạ mà thả nó một cái là coi chừng người ta sẽ đồn bệ hạ ăn hối lộ. Ông kêu vậy hả, giết chém đầu. Chém đầu, thằng anh nó ôm cái đầu với cầm 100 lượng vàng về, chồi bà già bà khóc. Vợ Phạm Lãi bà khóc sướt mướt. Bà mới nói chàng chưa khi nào đón việc gì sai, đợt này nàng cãi chàng cho nên con thứ nhì mình bị rơi đầu. Bà biết vì sao? Vì sao thằng nhỏ này là thằng con lớn đi lấy cứu nó không được không? Bởi vì thằng con lớn là lúc mình mới làm ăn nghèo khổ, nó tiếc tiền, nó thương tiền lắm. Nó đưa 100 lượng vàng tôi nói đi về liền mà nó còn quay đó, ở gần đó rồi bắt đầu nó đòi tiền lại, cho nên làm phật lòng ông này, làm cho ổng nổi sân, ổng nổi bực lên. Thay vì cứu được rồi
mà ông này chưa chắc gì ông lấy vàng mình, thấy không? Cuối cùng cái là cái thằng con đầu này nè, gia đình mình khổ cực cho nên nó thương tiền, nó tham tiền, nó tiếc tiền, cho nên thành ra nó cứu em không được. Còn thằng con út sanh ra lúc là giàu có cho nên không cần tiền, nó đưa cái lan đi về cho nên nó cứu được. Cái thằng ham tiền là chết. Cái đứa mà ham tiền là không có làm gì được hết trơn. Tham sắc cũng chết mà tham tài cũng chết. Thằng này tham tiền nó cứu anh không được. Lúc đó bạn mới vỡ lẽ ra. Thế con người xưa người ta đón trước sự tình hình. Thì cuối cùng sao? Ông này bắt đầu gì? Sống đi qua một nước khác nữa, là lần thứ ba ông giao hết của cải, đi nước nào giao hết lại của cải nước đó. Và ông thành công trong thương trường, nuôi con cái cũng thành công, mà cứ mình mụ vợ cãi lời mà chết đứa con. Người ta mới nói chưa một chiến lược nào mà thua hết, chỉ có một chiến lược đó là cứu con không được, vì người vợ quá là ngang ngạnh. Nếu người vợ thuận theo chồng thì còn gì đó nữa, làm sao mà nó chết được. Thì cái câu chuyện này là thứ nhất, người ham danh ham lợi, đó là Văn Chủng, bạn của Phạm Lãi. Khi mà ra đi rồi không chịu ra đi, muốn ở lại với vua để hưởng bổng lộc, chém đầu. Thứ hai đó là nhân vật Phạm Lãi là người chiến lược, là người mà họ Thượng Tình Không hay nêu danh ông là người là thần tài, làm ăn rất giỏi, biết bố thí cúng dường và biết xả thì nó mới được tam xả tam đắc. Xả không phải làm ăn mất mát, mà xả đó là cúng dường, là tặng, là làm cho những cái người nghèo. Tam xả tam đắc là Phạm Lãi. Và Tây Thi phải cột đá nhận chìm chết vì cái tâm gọi rằng là mê dụ người ta. Thay vì không đi ở làng quê thôi, thay vì người ta giết chết thì cứ chết như vậy đi, mà lúc ra đi rồi cũng chết, mà chết trong đau khổ. Và vua Ngô Phù Sai không nghe theo tướng giỏi, cho nên Ấn Tổ hay nói vua giỏi phải có là tướng giỏi, phải nghe lời tướng giỏi thì vua mới có thể dựng nước và giữ nước được. Cha mẹ phải có cái sự bàn bạc của con cái, không nên mình ngang ngạnh và mình muốn làm gì mình làm thì nhiều lúc thất bại. Vua coi như là Ngô Phù Sai bị mất nước vì cái chuyện tham sắc dục của Tây Thi, và việc Cô Tiễn, vượt vương Cô Tiễn là người ác. Nói từng nhân vật trong đó, và cuối cùng nhân vật Phạm Lãi vẫn là nhân vật đặc biệt, binh lược, chiến lược, rồi về thương trường và mọi việc ông là đệ nhất. Ông lập ra 16 cách để mà ngoài cuộc sống thương trường. Chúng tôi có chép lại 16 cách của ông. Phải nói là ông thành công trong thương trường. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không hay tán thán. Thì nhân cái tiện nói về cái việc mà gọi rằng là vì cái việc mà nữ sắc mà làm nghiêng thành đổ nước, cửa mất nhà tan, thân tàn ma dại và phải chết, đó là vua Ngô Phù Sai. Không nghe theo cha, không nghe theo Văn Chủng, không nghe và theo Ngũ Tử Tư là vị tướng giỏi, cho nên phải chết dưới tay của Việt Vương Cô Tiễn. Như vậy mình thấy cái thời lúc đó họ là con người gì? Là Atula. Họ chiến tranh li lịa luôn, suốt ngày trong đầu họ cũng nghĩ chiến tranh. Mà khi nghĩ chiến tranh ổn rồi, cái bắt đầu là trong đầu họ phải nghĩ về cái chuyện tham sắc hưởng dục, thì họ cứ chướng ngại trở ngại hoài. Cho nên nếu người tu mình mà cứ để tâm dâm dục lừng lẫy ngấm ngầm trong đó mà không triệt tiêu được nó thì nó sẽ hại mình đến tận xương khô. Cho nên câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là cái pháp đặc trị thường niệm, thì cái tâm dâm dục lẫy lừng đó sẽ nguội lạnh. Sáng nay in lên mà in cái máy in nó trục trặc, mấy vị tính nó in ra không được. Tổ sư ông Quang viết thư nói với Ngài Đế Nhàn: bấy lâu nay Quang tôi cùng với Ngài giao lưu, nhưng thẹn vì Quang niệm Phật bao nhiêu năm nay, tuy miệng niệm Phật mà tâm vẫn vướng trần cảnh. Ngài khiêm tốn: hôm nay làm thực hành theo cái cách niệm Phật tùy túc, hít thở. Hồi trước người ta lấy sổ chuỗi làm định vị để nhớ câu Phật hiệu. Hôm nay tôi dùng hơi thở hít vô, thở ra một câu Phật hiệu, dùng hơi thở để làm sổ chuỗi. Mới có vài tuần là thấy gì? Tâm trong lặng, tâm thủy trong lặng. Nếu mà người nào áp dụng phải vài năm, 5 năm, 3 năm thì người này sự nhất tâm, lý nhất tâm có. Còn Quang là người mạt học, kém cỏi, nghiệp chướng sâu dày, đầy bụng dạ, cho nên 20 năm niệm Phật mà vẫn chưa được gì. Trời ơi, cái tâm khiêm tốn kinh khủng luôn, đọc đến đây giật mình luôn. Ngài Đế Nhàn nghe chắc cũng phải là phải khiêm hạ theo, kinh khủng luôn.
Và Ngài dùng cái cách niệm Phật một hơi thở ba câu, hoặc một hơi một câu. Mà khi hít thở sâu vô vậy là người này có tính sức định. Bởi vì tâm tán loạn, Phật dạy là phải tu số tức, nhớ hơi thở. Hít sâu vô là tâm có sức định, có đủ khí lực. Thở ra một câu A-di-đà Phật trong tâm bốn chữ, tập khoảng vài tuần, vài tháng là quen. Khi hít vô khỏi niệm, vì khi tâm còn yếu, hít vô niệm, nó giữa câu Phật hiệu với hơi thở, nó không có sâu được. Nó lẫn lộn trong đó. Hít một hơi thiệt sâu vô, thở ra cái là bốn chữ trong tâm. Hít một hơi thiệt sâu vô, thở ra là sáu chữ bằng hà thầm ra tiếng. Cứ tập như vậy, tập như vậy. Lâu ngày, ngày nó thuần. Chỉ cần 3 đến 5 năm là người này khí lực đầy đủ, tâm lực người này an định, và nghiệp lực nó sẽ được tiêu trừ, túc nghiệp và hiện nghiệp. Cái cách này Ngài dùng thành công. Nhưng mà Ngài nói nếu mà cái người mà giải đãi, mà căn cơ thấp kém, mà chỉ cho họ chỉ hơi thở mà không kêu họ đếm nữa, thì khi họ sanh ra giải đãi, Ngài cũng phải dùng hơi thở. Đó là phương cách để niệm Phật, để mà khi người niệm Phật được rồi thì tập khí, phiền não, dâm dục, sát sanh, hại vật, ngạo mạn đó thì nó lắng dịu xuống rất nhanh. Còn tự mình gồng mình để chịu đựng với nó thì gồng không lại với nó, nó quá mạnh. Cái cách Ngài sử dụng, anh em làm thử thôi. Hít bằng mũi sâu, thiệt là sâu. Thở ra bằng mũi là niệm trong tâm. Khoảng 5 phút là tâm bắt đầu có sức định. Chưa tới 10 ngày tâm thủy đã lắng trong rồi. Còn để không không đó, muôn đời số kiếp vẫn không là không. Nghiệp vẫn còn yên như cũ. Chỗ này là chúng tôi mai cho đọc cái chỗ này cho quý vị nghe. Thì Ngài nói là cái con người mà khi mà họ niệm Phật được rồi đó, thì cái lòng dạ của họ khởi được lòng từ bi, thương người thương vật. Thì đây là cái kết quả của niệm Phật. Và cái đây là cái phước đức của người niệm Phật để họ hồi hướng về cực lạc. Còn người không niệm Phật kêu họ bỏ sát sanh thì cái chuyện này khó với họ vô cùng. Tâm sát của họ nó dày đặc trong đó, làm sao mà kêu họ bỏ sát sanh để ăn chay được. Làm sao mà bỏ sát sanh để họ qua ăn chay, họ ăn mặn qua ăn chay, khó vô cùng. Nhưng mà họ đọc trong văn sao rồi họ niệm Phật rất dễ dàng. Như bà cụ chúng tôi lúc trước mà chuyển từ ăn mặn mà sang ăn chay là nóng ruột như lửa đốt, không cách nào chịu nổi hết. Bà niệm Quan Âm thời gian mát mẻ trong ruột cái là bà an ổn. Cho nên cái người mà niệm Phật á, mà họ thực sự khởi được lòng từ và thương chúng sanh là do họ biết cách để niệm Phật, họ giữ hơi thở họ niệm Phật. Quý vị hôm bữa nghe các ông đó gãy mấy cái xương sườn rồi mổ cắt một cái lá phổi bên phải rồi cắt thêm một chút bên trái nữa, đáng lẽ 2 năm chết mà ông hít thở sống đến nhiêu 50 năm. Một bác sĩ người đời thôi, hít thở không niệm Phật. Mà người hít thở không niệm Phật là chỉ có sức định nhưng mà tiêu nghiệp không tiêu. Mà người niệm Phật tiêu nghiệp mà không có sức định trong hơi thở, cho nên thành ra niệm không nổi, thất bại. Nói mình cũng để đó thôi, không làm là không làm, chết cũng không làm. Lúc mà gần chết rồi sao? Thở không nổi nữa, hít không nổi nữa, tâm lực không giữ hơi thở được thì chết cái gì đâu. Tâm lực không giữ hơi thở được nữa, nhớ để ý con, chút nữa ra mà tâm lực hít, yếu hít vài cái là hít không nổi. Mà tâm lực mà mạnh rồi hít đều và hít sâu vô hại. Vô hại. Cho nên cái việc mà mỗi buổi sáng quý vị nghe đây là những kinh nghiệm kết tinh mà chúng tôi rút ra từ trong bộ văn sao vào phối hợp nhiều, giống như hồi nãy chúng tôi coi về Xuân Thu Chấn Quốc, những mẫu chuyện chúng tôi rút ra những cái tinh tí cô động lại vậy không, mà họ trải trường mấy chục năm trời và đóng mấy trăm bộ phim, mình cô động như đó là mình hiểu được cái con người vì tham sắc, con người mà vì mà sát hại binh lính mình và không thương yêu đồng loại thì tướng lãnh đồ nó đi hết, không ai ở với mình. Thế đó con người gian ác thì nó sẽ có quả gian ác. Vì vậy cho nên cái việc mà hôm nay chúng tôi nói là cái việc sát sanh tàn khốc kinh thiên địa.